Ít phút còn lại của chương trình ngày mới là thông tin thị trường. Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị thông tin liên quan đến giá thanh long, hồ tiêu, heo hơi và trứng gà. Thưa quý vị, giá heo hơi và hồ tiêu vẫn ổn định, ít biến động. Trong khi đó, so với thời điểm cách đây 2 tháng, giá trứng gà lại tăng vọt. Còn với thanh long thì rớt giá thảm hại, thậm chí không có thương lái thu mua. Thời điểm này, nông dân trồng thanh long tại Bà Rịa Vũng Tàu đang thu hoạch chính vụ. Do đụng hàng, dội chợ nên giá thanh long ruột đỏ chỉ còn 2.000 đồng một ký, giảm 30.000 đồng một ký so với thời điểm cách nay 2 tháng, thời điểm thanh long trái vụ. Còn thanh long ruột trắng thì hầu như không tiêu thụ được. Theo nông dân, thanh long ruột đỏ phải bán với giá 12.000 đến 15.000 đồng một ký, ruột trắng từ 6.000 đến 8.000 đồng một ký thì người trồng mới hòa vốn. Nếu như 2 tháng trước, giá trứng gà các loại đều giảm chỉ 1.600 đến 1.700 đồng một trứng, thì từ đầu tháng 7 đến nay, giá trứng gà đã tăng lên 2.300 đến 2.500 đồng một trứng, giúp nông dân thu lợi nhuận cao. Nguyên nhân giá trứng gà tăng là do những tháng đầu năm giá trứng giảm mạnh, người nuôi không có lời, bỏ đàn làm cho nguồn cung thiếu hụt, kéo giá trứng tăng trở lại. Giá tiêu hiện trong khoảng 67.500 đến 70.500 đồng một ký, ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, tiêu được thu mua với mức 68.500 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 67.500 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 68.000 đồng một ký. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu ở mức 70.500 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, tiêu được thu mua với mức 69.500 đồng một ký. Dù giá tiêu hôm nay ổn định, nhưng tính trong 6 tháng vừa qua, giá tiêu đã giảm gần 5.600 đồng một ký sau khi tăng vọt lên mức gần 74.000 đồng một ký. Giá heo hơi khu vực miền Bắc đang được thương lái thu mua trong khoảng từ 64.000 đến 67.000 đồng một ký. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá heo đang dao động trong khoảng từ 59.000 đến 63.000 đồng một ký. Tại miền Nam, giá heo thấp nhất ghi nhận tại Vĩnh Long, mức 58.000 đồng một ký, cao nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu với giá 62.000 đồng một ký. Các địa phương còn lại dao động trong khoảng từ 58.000 đến 61.000 đồng một ký.